đàn ông giống như sao hỏa, đàn bà giống như sao kim. Ba cặp đôi, ba gia đình đều mang màu sắc khác nhau. Nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái tình huống mà dở khóc dở cười. Hôm nay thì Trà sẽ bật mí hậu trường ấn tượng sau những cảnh quay của những nẻo đường gần xa. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, sau khi Người Một Nhà khép lại, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục giới thiệu dự án phim mới cùng với một cái tên đầy thú vị, Sao Kim Bán Tim Sao Hỏa. Với dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt ít xuất hiện trên sóng, phim mới của đạo diễn Bùi Quốc Việt hứa hẹn gửi tới câu chuyện đáng suy ngẫm của các gia đình trẻ trên hành trình giữ gìn tình yêu và hạnh phúc. Chào VTV Kết Nối. 3, 2, 1, bắt đầu. Chào. Yên, Trang, Đào, ba cô bạn thân với cá tính khác biệt, mỗi người có một cuộc sống hôn nhân mang màu sắc riêng. Điểm chung duy nhất của họ chính là những khó khăn trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, góc nhìn khắt khe của phụ nữ dành cho chồng mình, nhưng lại rất đỗi hào phóng lời khen cho chồng nhà người ta. Bộ phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt mang đến sự thú vị ngay từ cái tên. Đàn ông giống như sao hỏa, đàn bà giống như sao kim. Ở đây phim chúng tôi về những tương tác giữa vợ và chồng. Họ có tình yêu, họ có với nhau như một con, nhưng đồng nghĩa với việc là họ cũng gánh nặng với gia đình. Giữa cơm áo gạo tiền, họ có những xung đột, va vấp, vấp ngã. Nhưng mà ngoảnh lại thì gia đình là nơi tồn tại để họ có thể hướng lại đến gần nhau. Sau thành công từ một số bộ phim về tuổi trẻ, tình yêu gia đình như Gara Hạnh Phúc, Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, đạo diễn Bùi Quốc Việt mang đến Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa không chỉ màu sắc hài hước quen thuộc mà còn hứa hẹn nhiều điều mới mẻ. Đây là một bộ phim đem đến cho khán giả sự bình dị của những tầng lớp lao động như shipper, những người làm neo, những cô giáo mầm non. Họ gần gũi, giản dị, sẽ tiếp cận gần hơn với cả cuộc sống đời thường của khán giả. Hảo ơi, tôi đã nói với anh rồi. Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa quy tụ dàn diễn viên chính gồm Diễm Hằng, Mạnh Quân, Minh Thư, Quang Minh, Bích Ngọc, Tiến Lộc. Trong đó có một số các gương mặt ít xuất hiện trên phim truyền hình những năm gần đây. Cùng câu chuyện lôi cuốn nhiều cung bậc cảm xúc, các diễn viên hứa hẹn đem lại cho bộ phim những màu sắc tươi mới. Cũng đã 5 năm rồi thì Diễm Hằng mới quay trở lại đóng phim truyền hình. Và nhân vật của Diễm Hằng lần này là một cô gái tên là Yên. Yên thì có kết hôn cùng với một người bạn học cùng, đó là Hào. Tính cách của Yên thì khá là phổi bò, có chút phần ghê gớm, cá tính. Thậm chí là còn hay quát tháo chồng nữa. Thế nhưng trong lòng rất là quan tâm và chăm sóc chồng. Hôm nay là ngày gì mà ăn mặc bóng bẩy thế nhỉ? Chồng đẹp trai thế nhỉ? Khá là lâu rồi Quân mới được quay trở lại làm một bộ phim truyền hình. Trong bộ phim này Quân đóng vai Hào. Hào là một người mà khéo ăn, khéo nói. Và tuy gia đình không có điều kiện lắm nhưng mà lại rất thích ăn diện, rất là thích trải chuốt, rất yêu vợ, thương con. Nhưng mà cũng hơi sợ vợ một tí. Những cái xung đột, những cái mâu thuẫn ở trong cái cuộc sống hôn nhân của Hào và Yên ấy, nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái tình huống mà dở khóc dở cười. Cái gì đó? Bích Ngọc đảm nhận vai cô giáo Trang, là vợ của một anh cảnh sát giao thông tên là Nghiêm. Trong ba cặp vợ chồng thì có vẻ như là cặp vợ chồng của Trang và Nghiêm, mọi người nhìn vào thì có thể là sẽ là một cặp đôi hoàn hảo nhất, an toàn nhất. Thế nhưng mà trong cái vỏ bọc có vẻ như là hoàn hảo đấy thì luôn luôn có những cái mâu thuẫn. Đây là một vai diễn mà Tiến Lộc rất là thích, bởi vì nó có mang một chút âm hưởng về tính cách của Tiến Lộc, và nó cũng giúp cho Tiến Lộc nhận ra được rất là nhiều điều. Đó là dù mình có khô khan nhưng cái tình cảm mình dành cho những người thân yêu thì nên bộc lộ ra, để những người thân yêu xung quanh mình có thể cảm nhận được những cái cảm xúc đấy, thì người ta cho đi rồi người ta sẽ nhận lại. Với cái vai diễn này thì nó sẽ khác hẳn với những cái vai diễn mà trước đây thì Minh Tít đã làm. Không còn trẻ trung nữa, không còn vô tư hài hước nữa, mà đây sẽ là một nhân vật từng trải hơn, có nhiều những cái đắn đo suy nghĩ về cuộc sống, về gia đình. Lần này Minh Tít đã nuôi dâu nhưng mà lại không được nuôi đẹp, mà lại phải để cho nó mọc lung tung, nó lôi thôi luộm thuộm một chút thì mới ra được nhân vật. Cùng với dàn diễn viên trẻ, Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa còn có các diễn viên gạo cội đa màu sắc như nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, Minh Cúc và những diễn viên nhí đáng yêu. Con là Nhí. Con là Cún. Con là Thỏ. Trong bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Mình nghĩ rằng là mọi người sẽ khá là ngạc nhiên khi thấy Cúc vào một vai diễn là khác từ trước đến nay này. Hiền thục có,
một chút đỏng đảnh có, một chút ghê gớm có, kỹ tinh có. Và mình nghĩ rằng là cái vai diễn lần này sẽ là một cái dấu mốc và cũng là một cái nhân vật cực kỳ là thú vị mà từ trước đến nay khán giả chưa bao giờ nhìn thấy Cúc thể hiện như vậy. Cùng với dàn diễn viên đa màu sắc, Sao Kim bắn tim sao hỏa còn có cách kể chuyện hiện đại, dí dỏm. Qua đó ứng xử trong hôn nhân những vấn đề về giới như nỗi khổ của phái mạnh, nỗi khổ của phái yếu, mâu thuẫn, bất bình đẳng do những góc nhìn không giống nhau, kéo theo rất nhiều bi hài, hiện lên chân thực và dễ tiếp nhận. Bộ phim này không phải là dạng đang to búa lớn gì cả. Nó rất là gần gũi, ba cặp đôi, ba gia đình đều mang màu sắc khác nhau. Xoay quanh cuộc sống thì có những điều vẫn chưa như ý muốn, nhưng mà họ đều cố gắng, đều nỗ lực từng ngày để có thể làm thế nào cho cuộc sống của mình tốt lên, gìn giữ được hạnh phúc gia đình và mang được rất là nhiều thông điệp đến cho khán giả. Mời quý khán giả đón xem Sao Kim bắn tim sao hỏa phát sóng lúc 21:40 thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Quý vị có thể thấy sự xuất hiện của các gương mặt trẻ luôn mang tới những cảm xúc mới mẻ cho các bộ phim. Và để trở thành ẩn số đáng chú ý, phía sau đó là rất nhiều nỗ lực cống hiến của người diễn viên. Vâng, điều này cũng dễ nhận thấy qua một vai diễn đang đón nhận được sự quan tâm của khán giả trong bộ phim Những Nẻo Đường Gần Xa trên kênh VTV1. Chiều dần trôi về con đường quen lối, giấc mơ quên bình yên mất rồi. Tại sao không yêu thấu lòng nhau cho mình thêm. Thưa quý vị, diễn viên Cù Thị Trà đã tạo nên một cô gái phương Đông trẻ trung, năng động và cá tính trong Những Nẻo Đường Gần Xa. Để hóa thân vào nhân vật này, nữ diễn viên trẻ đã không ngần ngại thử thách mình ở lĩnh vực hoàn toàn mới. Đó là việc Cù Thị Trà dành hàng tháng trời để làm quen với bộ môn đấu kiếm, ngồi hàng giờ để vun đắp cảm xúc cho nhân vật, tự mình thực hiện những hành động khó cùng nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ trong từng cảnh quay. Xin chào tất cả quý vị khán giả của VTV Kết Nối. Trà có nghĩ mình hợp với phong cách trẻ trung, năng động, cá tính như Phương Đông hơn là vai Tiểu Tam trước đây? Hợp hơn. Nói vậy thôi nhưng mà mình nghĩ là mình là một diễn viên hóa thân thành một nhân vật cá tính, cũng có thể hóa thân thành một cô gái nhu mì. Đó thì Trà nghĩ là ai cũng sẽ cố gắng cho mình những cái cơ hội để mình có thể thể hiện được đa màu sắc nhất của bản thân mình. Lần đầu vào vai chính, chắc hẳn cô Thị Trà gặp nhiều cảnh quay khó. Cảnh nào cũng là một cái cảnh rất là khó để làm sao mình có thể đẩy được nhân vật này, đẩy được cái tình tiết phim này. Làm sao đoạn đầu, đoạn sau, đoạn giữa, đoạn cuối gì đấy là mình có thể khiến cho khán giả không bị nhàm. Nếu như mà được làm lại thì Trà vẫn sẽ cố gắng làm tốt hơn. Nguyễn Phương Đông! Tao thất vọng về mày! Bạn đã dành hàng tháng học môn đấu kiếm để vào vai cho Ngọt. Vì sao vẫn áp lực trong quá trình diễn những cảnh quay đó? Cảnh đấu kiếm thì cũng là một cảnh mà Trà vừa áp lực mà cũng là vừa cảnh Trà rất là thích. Bởi vì đây là lần đầu tiên Trà được tham gia một cái bộ môn mà thật sự rất là mới mẻ đối với Trà. Thì Trà đã học rất là nhiều. Trà vừa tìm hiểu này, Trà vừa xem phim này, vừa có thể là học hỏi qua các vận động viên thật. Thì mình cũng xin các bạn ấy chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là cái tinh thần của một người kiếm sĩ để mình đưa vào trong bộ phim, để cho khán giả thấy được những cái chân thật nhất của một vận động viên đấu kiếm. Trong phim có nhiều phân đoạn cảm động của Phương Đông và bố. Trà đã nuôi cảm xúc như thế nào trước khi quay? Trà hòa nhập từ khi hậu trường cho đến khi vào trong phim, nên là cả chú cũng rất là thoải mái, cũng yêu thương, hay là dùng những cái lời nói từ ngữ cũng rất là âu yếm, khiến cho bản thân Trà cảm giác như đấy cũng như là một người bố ở ngoài của Trà vậy á. Nên là Trà rất là dễ dàng hòa nhập với nhân vật. Những cái câu thoại hay là những cái tình cảm hay là những cái cảnh xúc động thì hầu như là bản thân Trà biến mình thành Phương Đông luôn rồi, nên cũng không có gì là khó khăn cả. Sau này con sẽ kiếm được thật nhiều huy chương, lấy tiền thưởng tha hồ cho bố đi chơi. Yeah. Phân đoạn nào mà Trà quay về bố thì nó cũng là cái phân đoạn khá là đắt giá. Bởi vì quay về bố những cái cảnh vui thì cũng là những cái kỷ niệm của hai bố con, rất là vui vẻ, rất là yêu đời. Và cái đoạn Phương Đông nhìn bố rơm rớm nước mắt cũng là những cái cảnh mà kiểu thật sự là gọi là nghẹn ngào không nói nên lời ấy. Thì Trà thấy là cảnh nào cũng là cảnh ấn tượng đối với Trà cả. Bạn có ngại khi quay những cảnh tình cảm không? Những cảnh quay mà tình cảm, Trà nghĩ là những cái cảnh đấy nó không khó đâu. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng đã từng yêu rồi, mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn thanh xuân mà yêu đương rồi. Nhưng mà thật sự khi mà mình bắt đầu quay thì tự nhiên lúc đầu nó bị khớp. May sao mà bạn diễn cũng như là đạo diễn cũng chỉ mình từng tí, nên là mình đã cố gắng vượt qua. Làm sao phải xin lỗi? Vì sao?
gì? Anh Thảo tính em. Cha hãy chia sẻ một cảnh quay lãng mạn mà bạn thích nhất. Đó là cái cảnh quay mà Phương Đông ở nhìn xuống dưới và nhìn thấy Vinh đang thổi kèn. Cảnh đấy thì nó cũng không có tương tác, nhưng mà bản thân Trà thì Trà rất là thích cái cảnh đấy. Nó nhẹ nhàng, nó tinh tế, nó dịu dàng. Nói chung là mình thấy tình yêu đấy nó thật là bình yên ấy. Chiều dần trôi về con đường quên lối, giấc mơ quên bình yên mất rồi. Tại sao không yêu thấu lòng nhau, cho mình thêm cách xa, nắng phai nhạt cuối góc phố. Ở những tập tiếp theo, Phương Đông sẽ có lựa chọn và quyết định như thế nào trong tình yêu và sự nghiệp? Trong những tập tiếp theo thì khán giả sẽ thấy một cô Phương Đông trưởng thành hơn. Cô ấy sẽ có những cái chăn trở về công việc, về gia đình, cũng như là về tình yêu. Và trong tình yêu thì cô ấy cũng phải lựa chọn nữa. Trà hy vọng là quý vị khán giả sẽ dõi theo hành trình trưởng thành của bốn bạn trẻ, và đặc biệt là cô gái nhỏ Phương Đông, để xem cô ấy có giành được chiến thắng hay không, xem là cô ấy có lựa chọn đúng đắn hay không, và cuối cùng là cô ấy có hạnh phúc hay không. Những diễn biến mới của Những Nẻo Đường Gần Xa cùng thông tin lần đầu tiên về bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa tiếp tục thu hút khán giả theo dõi điểm hẹn phim Việt của Đài Truyền hình Việt Nam. Thay cho lời chào tạm biệt là những lời nhắn gửi từ hai đoàn làm phim tới khán giả. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của VTV Kết Nối. Lòng con đau con thương con nhớ, mưa chẳng quên bao giờ. Sao anh quay lại đây ạ? Với sự nỗ lực của cả ekip và sự cố gắng của Trà thì Trà hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ yêu thương nhân vật Phương Đông cũng như là Những Nẻo Đường Gần Xa và đón xem Những Nẻo Đường Gần Xa trên VTV1 lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi người hãy cùng đón xem bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa phát sóng vào lúc 21:40 thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Mong khán giả theo dõi và ủng hộ nha. Đàn ông giống như sao hỏa, đàn bà giống như sao kim. Ba cặp đôi, ba gia đình đều mang màu sắc khác nhau. Nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái tình huống mà dở khóc dở cười. Hôm nay thì Trà sẽ bật mí hậu trường ấn tượng sau những cảnh quay của Những Nẻo Đường Gần Xa. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, sau khi Người Một Nhà khép lại, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục giới thiệu dự án phim mới cùng với một cái tên đầy thú vị, Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Với dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt ít xuất hiện trên sóng, phim mới của đạo diễn Bùi Quốc Việt hứa hẹn gửi tới câu chuyện đáng suy ngẫm của các gia đình trẻ trên hành trình giữ gìn tình yêu và hạnh phúc. Chào VTV Kết Nối. 3, 2, 1, bắt đầu. Chào. Yên, Trang, Đào, ba cô bạn thân với cá tính khác biệt, mỗi người có một cuộc sống hôn nhân mang màu sắc riêng. Điểm chung duy nhất của họ chính là những khó khăn trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, góc nhìn khắt khe của phụ nữ dành cho chồng mình, nhưng lại rất đỗi hào phóng lời khen cho chồng nhà người ta. Bộ phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt mang đến sự thú vị ngay từ cái tên. Đàn ông giống như sao hỏa, đàn bà giống sao kim. Ở đây phim chúng tôi về những tương tác giữa vợ và chồng. Họ có tình yêu, họ có với nhau như một con, nhưng đồng nghĩa với việc là họ cũng gánh nặng với gia đình. Giữa cơm áo gạo tiền, họ có những xung đột, va vấp, vấp ngã, nhưng mà ngoảnh lại thì gia đình là nơi tồn tại để họ có thể hướng lại đến gần nhau. Sau thành công từ một số bộ phim về tuổi trẻ, tình yêu gia đình như Gara Hạnh Phúc, Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, đạo diễn Bùi Quốc Việt mang đến Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa không chỉ màu sắc hài hước quen thuộc mà còn hứa hẹn nhiều điều mới mẻ. Đây là một bộ phim đem đến cho khán giả sự bình dị của những tầng lớp lao động như shipper, những người làm neo, những cô giáo mầm non. Họ gần gũi, giản dị, sẽ tiếp cận gần hơn với cả cuộc sống đời thường của khán giả. Hảo ơi, tôi đã nói với anh rồi. Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa quy tụ dàn diễn viên chính gồm Diễm Hằng, Mạnh Quân, Minh Thư, Quang Minh, Bích Ngọc, Tiến Lộc. Trong đó có một số các gương mặt ít xuất hiện trên phim truyền hình những năm gần đây. Cùng câu chuyện lôi cuốn nhiều cung bậc cảm xúc, các diễn viên hứa hẹn đem lại cho bộ phim những màu sắc tươi mới. Cũng đã 5 năm rồi thì Diễm Hằng mới quay trở lại đóng phim truyền hình. Và nhân vật của Diễm Hằng lần này là một cô gái tên là Yên. Yên thì có kết hôn cùng với một người bạn học cùng, đó là Hào.
tính cách của Yên thì khá là phổi bò, có chút phần ghê gớm, cá tính, thậm chí là còn hay quát tháo chồng nữa. Thế nhưng trong lòng rất là quan tâm và chăm sóc chồng. Hôm nay là ngày gì mà ăn mặc bóng bẩy thế nhỉ? Chồng đẹp trai thế nhỉ? Khá là lâu rồi Quân mới được quay trở lại làm một bộ phim truyền hình. Trong bộ phim này Quân đóng vai Hào. Hào là một người mà khéo ăn, khéo nói, và tuy gia đình không có điều kiện lắm nhưng mà lại rất thích ăn diện, rất là thích trải chuốt, rất yêu vợ, thương con, nhưng mà cũng hơi sợ vợ một tí. Những cái xung đột, những cái mâu thuẫn ở trong cái cuộc sống hôn nhân của Hào và Yên ấy, nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái tình huống mà dở khóc dở cười. Bích Ngọc đảm nhận vai cô giáo Trang, là vợ của một anh cảnh sát giao thông tên là Nghiêm. Trong ba cặp vợ chồng thì có vẻ như là cặp vợ chồng của Trang và Nghiêm, mọi người nhìn vào thì có thể là sẽ là một cặp đôi hoàn hảo nhất, an toàn nhất. Thế nhưng mà trong cái vỏ bọc có vẻ như là hoàn hảo đấy thì luôn luôn có những cái mâu thuẫn. Đây là một vai diễn mà Tiến Lộc rất là thích, bởi vì nó có mang một chút âm hưởng về tính cách của Tiến Lộc, và nó cũng giúp cho Tiến Lộc nhận ra được rất là nhiều điều. Đó là dù mình có khô khan nhưng cái tình cảm mình dành cho những người thân yêu thì nên bộc lộ ra, để những người thân yêu xung quanh mình có thể cảm nhận được cái cảm xúc đấy, thì người ta cho đi rồi người ta sẽ nhận lại. Với cái vai diễn này thì nó sẽ khác hẳn với những cái vai diễn mà trước đây thì mình đã làm, không còn trẻ trung nữa, không còn vô tư hài hước nữa, mà đây sẽ là một nhân vật từng trải hơn, có nhiều những cái đắn đo suy nghĩ về cuộc sống, về gia đình. Lần này Minh Tít đã nuôi dâu nhưng mà lại không được nuôi đẹp, mà lại phải để cho mọc lung tung, nó lôi thôi luộm thuộm một chút thì mới ra được nhân vật. Cùng với dàn diễn viên trẻ Sao Kim, Bắn Tim Sao Hỏa, còn có các diễn viên gạo cội đa màu sắc như nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, Minh Cúc và những diễn viên nhí đáng yêu. Con là Nhím. Con là Cún. Con là Thỏ. Trong bộ phim Sao Kim, Bắn Tim Sao Hỏa, nghĩ rằng là mọi người sẽ khá là ngạc nhiên khi thấy Cúc vào một vai diễn là khác từ trước đến nay này. Hiền thục có, một chút đỏng đảnh có, một chút ghê gớm có, kỹ tinh có. Và mình nghĩ rằng là cái vai diễn lần này sẽ là một cái dấu mốc và cũng là một cái nhân vật cực kỳ là thú vị mà từ trước đến nay khán giả chưa bao giờ nhìn thấy Cúc thể hiện như vậy. Cùng với dàn diễn viên đa màu sắc, Sao Kim, Bắn Tim Sao Hỏa còn có cách kể chuyện hiện đại, dí dỏm, qua đó ứng xử trong hôn nhân những vấn đề về giới như nỗi khổ của phái mạnh, nỗi khổ của phái yếu, mâu thuẫn, bất bình đẳng do những góc nhìn không giống nhau, kéo theo rất nhiều bi hài, hiện lên chân thực và dễ tiếp nhận. Bộ phim này không phải là dạng đang to búa lớn gì cả, nó rất là gần gũi, ba cặp đôi, ba gia đình đều mang màu sắc khác nhau, xoay quanh cuộc sống thì có những điều vẫn chưa như ý muốn, nhưng mà họ đều cố gắng, đều nỗ lực từng ngày để có thể làm thế nào cho cuộc sống của mình tốt lên, gìn giữ được hạnh phúc gia đình và mang được rất là nhiều thông điệp đến cho khán giả. Mời quý khán giả đón xem Sao Kim, Bắn Tim Sao Hỏa phát sóng lúc 21:40 thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 27 tháng 6.